Đây là cây lách thon nữa. Lách thon, lách thon. Thế như giờ mua đem ta ăn vỏ hay là luộc không ăn vậy? Dừa, dừa cũng vậy, dừa cũng vậy nữa. Ăn vỏ bỏ hột. Đây có con điện cái này. Ở cái trái này gì nè? Thập thủ có thập thủ là trái như sao? Ừ, lắm luôn. Cái này rất là khó cắt rồi, chỗ rồi quá dài nhánh trên. Nhánh nhiều quá dài nhiều trên này luôn. Nhánh nó y như là như là cái mạng nhện như sao hoặc dao vô gõ. Tại mà cũng chưa biết được. Hết cây luôn anh. Mạng hết cây đó là bệnh luôn. Quá trời nhánh luôn, giờ leo không được luôn. Leo lên dính nào vậy? Cầm giống nón ha. Cái đâu nó dính đầu cái đó vậy. Sáng có dính trái rồi đó. Trái bị úng ra đít hổm em nói đó phải không? Rồi ăn ngon không chị? Ngon. Rồi có chừa cho ăn nhỏ miếng nào không? Rồi không đủ miếng để nhỏ ăn nữa. Thôi nữa rồi phải không? Không vừa, thấy nữa rồi phải không? Con là búp măng non, con lớn lên con thành mặn già. Ca giả gì kha. Thì chứ bây giờ mặn non đâu. Lớn lên là thành mặn già chứ thành cái gì giờ. Chỉ còn một giây nữa thôi. Cái gì mà gõ hoài không đến cắt gõ. Một giây nữa thôi là hai giây rồi. Đang đổ kêu Khương gõ mà đi.
Bác chủ vườn bác canh cái cây lắp thoang lắm. Thì ăn đi. Ăn hay dùng hết cây vậy. Thằng này còn không có vợ rồi phải không? Thằng nào? Nó ổng đó. Ổng đó với ai nữa? Thằng đó đó. Thằng nào? Thằng nhỏ đó. Nó vợ nó ổng nhỏ bà 6 mấy ký cái một. Trời ơi trời. Trời trời ở đâu ai đồn ác nhỏ vậy trời. Nó nói vậy không ai biết. Dòng cỏ vợ anh đồn với ai. Đồn cái gì mày rõ ràng. Tao nằm tao thấy mày rõ ràng này. Thử nghe coi. Nè 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 má. Đâu rồi đâu rồi ai kêu gõ cái đâu rồi xuất hiện ngay. Nam bên kia. Xuất hiện qua đây gõ giùm con đi chú Nam. Không, cái này nó còn xanh, nó còn nhiệt. Cái nó nghe gõ không? Không nghe cắt. Gõ mà. Chú chơi chú tám con chơi ông gài mình vậy cây nhánh nhỏ nhỏ con. Phương giao ra nhập gai chứ hỏi sao chập cái bữa nào nó cũng vô rõ vậy. Bữa nào cũng vô rõ cho nó gì mà còn lặn cái gai. Đám này đâu rồi ta? Đám ơi. Đây hình như đang quay phim chú bỏ đâu vậy? Trái chú nhờ công an phường đâu điều tra giùm coi cái này nè mi bắt thì đồng ý cái đâu rồi chưa cho anh Phương không chưa cho cái vỏ. Chú cột lên lại anh làm gì mới lên nó liền da chú ơi. Ờ chú đỡ nó lên á. Bước này là bước lên. Đây mình đang ở trên cây Mosakin. Đang ở trên ngọn nha. Thử từng trái một. Vì trong phong điền bắt đầu có những trận mưa rồi. Thì giờ mình phải thử như này để nó tránh cái trường hợp rụng xuống nó dập nó hư lắm. Hư cơm á. Đi xa không có được.
này. Mình đang ở trên cây mà sơ kim nha. Ok luôn nha.